đừng giận anh nha, đừng lỗi anh nha. Cái gì vậy bà nội? Cảm động anh chồng dậu say vẫn ru vợ ngủ, nhưng mà nó lạ lắm. Trước khi đi nhậu, vợ đã dặn là không được uống say, nếu say sẽ không cho vào nhà. Anh chồng nghe lời răm rắp, vừa về đến nhà đã nói là mình không có say. Để chứng tỏ mình vẫn còn tỉnh táo, khi vừa đặt lưng xuống giường, anh chồng đã mục sở thị cho chị vợ xem luôn. Anh ôm vợ vào lòng, tay thì liên tục vỗ nhẹ dỗ dành chị vợ là ngủ đi. Anh yêu vợ nhiều lắm, nhưng có gì đó sai sai, khiến chị vợ 3 phần bất lực, 7 phần như 3 phần. Vợ đừng giận anh nha, đừng lỗi anh nha, ông vợ nhiều lắm. Đúng là anh chồng quốc dân quá mà. Dù nhậu say nhưng vẫn nhớ đến vợ. Cơ mà cô vợ này lạ lắm mà nha. May mà chồng tôi nhậu say vẫn phân biệt được vợ với gấu, chứ không là ăn liên hoàn cướp luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.